Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn và tặng đĩa bộ phim Đấu Trí do hãng TVB Hồng Kông sản xuất nha các bạn. Hôm nay mình đây có hai bản luôn. Một bản là đĩa lậu, bản hình ảnh không được đẹp. Còn bản HD, hình ảnh trong phim rất là đẹp luôn nha các bạn. Nhưng cả hai bộ này đều là bản của Pha Phim Việt Nam lồng tiếng. Diễn viên chính của bộ phim này thì có Lưu Tùng Nhân, Mã Đức Chung, Trần Ngọc Liên, có Trần Pháp Lai nữa các bạn. Phim này xem cũng khá là hay. Nội dung là về chủ đề cảnh sát nha các bạn. Cảnh sát là tội phạm. Đây là chiếc đĩa lậu ngày xưa mua ở chợ thôi các bạn. Xem thì hình ảnh nó không được rõ như là đĩa mua sau này. Đây là chiếc đĩa của đĩa lậu đây các bạn. Đây là đĩa lồng trắng nha. Các bạn hãy xem đĩa. Còn đây là chiếc đĩa mà mua bản HD sau này. Bộ nào cũng là hai đĩa nha các bạn, nhưng mà đĩa ngày xưa người ta làm dưới là kinh doanh lời lỗ thôi các bạn, nên người ta làm bản không được đẹp mắt cho lắm. Đây là chiếc đĩa của bản HD. Theo đánh giá thì mình thích xem bản HD sau này hơn. Giá tiền thì nó hơi cao hơn một chút, nhưng mà hình ảnh nó sẽ đẹp. Rồi nếu mà bạn nào muốn nhận chiếc đĩa này thì đăng ký vào tính năng hội viên của kênh nha. Và tính năng hội viên của kênh thì mình sẽ tặng cho các bạn những chiếc đĩa như thế này. Mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Chào các bạn.